Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Anthony Channel. Và các bạn ơi, hôm nay cuộc đua Henrik mọi người đã làm nhiệm vụ đến đâu rồi ha? Anthony hiện tại đang nằm ở lớp 3 Notes 4 nha mọi người. Đang nằm ở vị trí là thứ 3 luôn. Ok, bây giờ thì Anthony sẽ bắt đầu chiến đấu tiếp tục. Ở đây thì mình cần thu hoạch búp các bạn ha. Còn đây là con bọ ha. Rồi, bọ thì dành cho bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ cuộc đua Heroic thì các bạn nhớ ghé vào cái trang web của mình là trang.hantechannel.com để có thể xem cũng như là cập nhật những cái thông tin mới về tựa game Dragon City nha. Và đây là trang web chính thức của mình nha mọi người. Ở đây thì các bạn có thể thấy là Hantai cập nhật những cái sự kiện mới cũng như là những cái bé rồng mới cho các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ bấm trực tiếp vào cái dòng trên đây hướng dẫn về sự kiện cuộc đua Heroic nha mọi người. Đây, ví dụ ha, tay nằm đang nằm ở lớp 3 thì các bạn bấm trực tiếp vào lớp 3. Rồi các bạn kéo nhẹ xuống phía dưới để xem những cái sự kiện ha. Rồi ha, tay có hướng dẫn các bạn cách nè. Đây, rất là đặc biệt và thú vị luôn. Chẳng hạn như ở đây các bạn để ý nè, khoảng thời gian để chúng ta chờ nhiệm vụ á, ở đây là 1 giờ ha, có nghĩa là chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ này ha. Đó, mình phải chờ cái khoảng thời gian nữa. Đây là 30 phút nè. Giống như là các bạn thu hoạch maximum đó là được 9 nè các bạn. Sau đó thì các bạn phải chờ thêm 30 phút nữa thì các bạn mới vào thu hoạch tiếp tục, thì các bạn sẽ được tới 12 ha. Đó, để sẵn cho mọi người luôn, để anh em chúng ta làm nhiệm vụ ok hơn. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Anh em xem trang web của mình mà thấy có quảng cáo thì nhớ lít nhẹ cái ủng hộ HNT với nha, để cho mình có một chút xíu kinh phí để mình duy trì cái trang web cho mọi người xem ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mình nhớ không lầm là nhiệm vụ là con bọ với lại thức ăn đúng không? Thức ăn thì các bạn chỉ vào đây bấm thu hoạch, rất nhiệt tình luôn. Có nhiều bạn comment lại hỏi là anh ơi, em không có biết cách để có thể làm những cái nhiệm vụ á. Thì ok các bạn, đây vô cái trang của mình luôn nha. Rồi, các bạn sẽ kéo xuống phía dưới. Đây, các bạn kéo xuống phía dưới một chút xíu, các bạn sẽ thấy là hướng dẫn cuộc đua Heroic. Các bạn bấm trực tiếp vào cái này cho mình nha. Rồi, ở đây thì hắn tay hướng dẫn đây các bạn cách kiếm bọ nè, kiếm bọ như thế nào, kiếm vàng, cành cây và một số mẹo nhỏ dành cho mọi người, đó chính là kiếm cành cây hoặc là thức ăn nè các bạn. Đó, hắn tay viết sẵn ở đây cho mọi người hết trơn rồi ha. Còn việc còn lại chỉ là các bạn cố gắng để chúng ta sẽ nhận được cái thành viên siêu VIP này, cướp biển cầm sông đao. Rồi, tiếp theo anh em mình sẽ đi kiếm một cái con rồng nào đó để cho nó ăn. Ở đây thì các bạn thấy là HNT đang để ở cái chế độ là thu hoạch. Và mình thu hoạch đó là mình mua cái rẻ nhất luôn nha mọi người. 30 giây thôi là chúng ta sẽ có hàng để thu hoạch liền. Còn vị trí này thì mình sẽ chọn một cái bé dragon nào đó để cho rồng ăn đó các bạn. Anh em mình còn phải cho rồng ăn để chúng ta mới có thể kiếm được con bọ. Rồi, ở đây mình sẽ cho một cái bé level 14. Cái mục này là HNT làm video bị dính mấy lần rồi đấy. Cứ bấm vô cho nó ăn, cái nó cứ nhảy vô cái bột này hoài. Bức chút thiệt chứ. Rồi, ở đây thì mình cho lên được tập hồi level 20 thôi. Vì lên level cao quá thì HNT sẽ tốn rất là nhiều thức ăn. Vị trí này thì HNT xem lại cái đã, 12 trên 12 rồi nha. Còn cái này thì mình đã được 5 trên 10. Bây giờ nhiệm vụ của anh em mình là sẽ đi thu hoạch tèn tèn. Đó, đi thu hoạch tèn tèn. Cái này sau hoàn thành nhiệm vụ là ok. Rồi, cố lên, có công mệ sắc thì mới có ngày lấy được rồng VIP chứ ha. Nhận thêm được một viên game. Anh em nào trong team thì cố gắng làm nhiệm vụ này hộ mình với nha. Wow, cái gì đâu mà còn 16 tiếng nữa mà còn khá là nhiều bạn chưa làm nhiệm vụ nè mọi người. Đó, anh em trong team cố gắng làm nha. Bạn nào mà không có điểm ha, sẽ phải kích ra để tuyển thành viên mới về, có gì anh em thông cảm nha. Rồi, đây thì chúng ta sẽ thả những cái quả trứng này ra thiệt tình luôn các bạn. Để con cấp C thôi, các bạn thả nó vẫn ra nè các bạn. Vẫn lên điểm bình thường nha. Nhưng mà cái số điểm nó thấp thôi. Đó. Ok ha. Rồi, những cái nhiệm vụ này thật sự rất là đơn giản. Hắn tay có một con legend mới các bạn ơi. Wow, con này là rồng xịn nha mọi người. Không đùa đâu. Nhân vật này lúc trước bán với cái giá cũng khá là chua đấy, lúc mà nó mới ra. Còn bây giờ nó thì sau một cái khoảng thời gian trôi qua và chua ấy đã được bị lãng quên các bạn. Ở đây thì mình sẽ cho cái con này nó ăn cho nó mập mập lên tí cho các bạn xem. Ui, nhìn hiệu ứng đúng đẹp luôn các bạn ơi. Những chiếc cánh trên người của chú ấy có thể phóng ra thành những cái sát thương hay giống như phi tiêu vậy đó. Wow, thêm một lần nữa nè, nhìn cho nó đã mắt ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ đặt tên lại cho cái nhân vật này là cái gì bây giờ ta? Rồng hắc ám đi cho nó ngầu ha. Hắc ám. Wow. Thôi khỏi bỏ dấu đi các bạn ơi. Rồng hắc ám. Đó. Ok.
Nghe cái tên là thấy sợ rồi đó nghe. Rồi, à quên nữa, cái chỗ, cái vị trí này là mình không để rồng được. Cái vị trí này là mình phải, mình chừa một cái chỗ để có gì mình thả mấy cái con khác ra để mình bán á các bạn. Vì cái chỗ đó là chúng ta sẽ có thể chứa được rất là nhiều con rồng khác hệ với nhau. Còn bây giờ thì anh em mình vẫn với cái nhiệm vụ cũ, đó chính là đi thu hoạch thức ăn. Rồi ở đây thì chúng ta, ui chào 700 luôn ha. Rồi tiếp tục, mình sẽ đến với một cái khu vực nữa là khu vực arena để xem coi anh em mình vào đây có thể chiến đấu được hay không đây. Nhìn sơ đội hình của tên bạn thì mình thấy tên bạn level tầm khoảng 20 thôi. Mình nhắm là khả năng của mình trên tên bạn khá là nhiều luôn ấy. Lần này mình sẽ nhờ đến cái thành viên level 51 và hiện tại đã được 5 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Wow. Rồi thành viên cuối cùng của tên bạn sẽ là Sashi ha. Bé này cũng thuộc dòng Heroic. Cái tên của chú ấy khá là đặc biệt ha, Star các bạn, ngôi sao. Wow. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu thấy cái đội hình này cũng khá là vui hen. Để mình coi coi, 40, 45, 40. À quên nữa, chạy ra thu hoạch nhẹ một cái các bạn ơi. Gọi là một hồi anh em mình sợ là mê chiến đấu quá, đang gọi là hăng quá cái quên mất cái nhiệm vụ của anh em mình. Ở đây mình đã được 8/10, chúng ta có thể sử dụng 5 viên game để bỏ qua do Hunter khá là làm biến á mọi người ơi. Rồi, chỗ này thì các bạn để ý cho mình nha, lắp 3 và nó 5 cành cây. Đây, cành cây, các bạn ghé vào cái trang web của mình xem nhẹ lại cái nha. Hunter trở lại cái đã. Đâu rồi, lắp 3 và nó 5. Đây, một cái mẹo nhẹ nữa chia sẻ cho các bạn nha. Đây, vị trí này. À, cái này thì các bạn sẽ không có tốn cái khoảng thời gian. Đây. Ở đây là khi mà mình thu hoạch được 8 rồi nè các bạn. Chẳng hạn như nhiệm vụ mình mới làm xong đó, là nó sẽ bắt mình là còn 2 cái nữa mới đủ. Cái này thì các bạn phải chờ tới 15 phút nha. Hunter thì hồi nãy sử dụng game để mình bỏ qua cái nhiệm vụ này. Đó, đây là một cái mẹo nhẹ dành cho mọi người nha, để mọi người không có biết là sao mà tôi mới thu hoạch tới 8 nữa nó không cho tôi thu hoạch nữa. Thì các bạn chạy vào cái trang web của mình để xem coi. Wow, thì ra là lý do tại đây. Rồi còn ở đây thì các bạn sẽ 3 lần thì này nó không có giới hạn nha mọi người. Đây, nó không có giới hạn cho nên nó là ok hen. Các bạn chỉ cần thả ra thôi. Wow, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhiệm vụ này làm rồi. Còn cái này thì chắc có lẽ hắn ta bị kẹt các bạn ơi. Đây anh em mình phải thả mấy cái bé này ra thật là nhiều luôn mới được. Rồi, hắn ta thì hai cái này hắn ta để hắn ta đi nuôi hai cái con mập thôi. Cho nên nó là cái này nó sẽ tốn khoảng thời gian nhiều hơn nè, tầm khoảng 8 tiếng nữa ha, 5 tiếng, 6 tiếng nữa là sẽ được. Đó, còn cái này hắn ta để lại nè. Theo đúng thì các bạn có thể sử dụng luôn ba cái chỗ ấp trứng này để các bạn like thật là nhiều lần lên thì cái tỷ lệ ra của nó sẽ sớm hơn nha. Rồi, còn bây giờ thì hai anh ta sẽ đến với một cái khu vực để chiến đấu nhẹ cho các bạn xem. Đây. Ca này là khá là sung rồi các bạn. Đội hình của mình là mình thấy mình trên cơ của người ta là mình khoái rồi. Vì còn lại là chúng ta chơi khô máu thôi. Vô kèo sát thương đang được nhân 2 đến từ thành viên. Wow, chiến binh băng luôn. Trên ngực của chú ấy thì còn có một cái chiếc gương nữa, nhìn rất là hấp dẫn ha. Và đây là nhân vật Coco. Ca này thì sát thương phải tầm nhân 2 nhưng mà không xuyên giáp nổi. Gắt quá cơ. Victory nha. Vậy là chúng ta đã có thêm một chiến thắng nữa để bỏ túi rồi. Chỗ này thì mình cũng tranh thủ mình chạy ra mình thả một cái coi nó có hên không. Nếu như mà nó hên thì nó cho anh em mình đựng cành cây cũng đỡ. Rồi chỗ này nha, vô kèo. Tiếp tục luôn, lần này anh em mình sẽ đến với khu vực arena nữa. Wow, đội hình tên bạn thì càng ngày nó đang càng lớn mạnh các bạn à. Wow, level 70 rồi. Wow, trời ơi, gặp hàng xịn luôn các bạn ơi, 70 mà ba con. Tầm này sao đánh. Thiệt tình là ca này nó khá là khó với anh em mình ha. Đưa vô là bị bụp rồi là bay màu liền. Còn cái nhiệm vụ này thì hiện tại nó khá là chu lè với mình luôn. Rồi, cổ lên coi. Và các bạn ơi, còn một cái nữa ha. Ở đây thì những cái nhiệm vụ của Dragon City này nó sẽ có một cái nhiệm vụ á, là chiến đấu trong cái khu vực Blitz. Và để biết những cái nhiệm vụ trong khu vực Blitz anh em mình phải chờ thì các bạn vô xem luôn nha. Đây, hntchannel.com. Lab 4 để mình xem coi có nhiệm vụ không. Có, Lab 4 Note 3 chúng ta sẽ có 4 trận trong khu vực Blitz. Đó là lý do mà tại sao nãy giờ các bạn không thấy anh Tây chiến đấu trong cái khu vực list này. Nãy giờ là mình cũng muốn vào mình quất lắm nhưng mà các bạn ơi,
mình còn phải chừa để làm cái nhiệm vụ Nox 4 ấy, cho nên là các bạn sẽ thấy nãy giờ mình không có vào đây để bụp ha. Vô đây phải chiến đấu rất là ghê gớm nữa mới được. Rồi, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại cho Hunter một subscribe nha, để các bạn có thể theo dõi những cái tập mới đến từ kênh Hunter Channel, những cái hướng dẫn chi tiết của mình luôn ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.